Dương Hữu xin chào các nhà hảo tâm Ngã Bảy trong và ngoài nước. Đây là những hoàn cảnh khó khăn ở Ngã Bảy, những bà con bán vé số và họ hồ và những người khó khăn hiện đang không có gạo và mì gói đến từ thiện chúng tôi giải quyết. Chương trình này do các nhà hảo tâm Ngã Bảy trong và ngoài nước hỗ trợ. Gì ở đâu vậy? Bên cầu vòng bên cầu gì, làm nghề gì? Bán số. Bán vé số hả? Thôi cho Dương Hậu cao đi ha, một phần gạo và mì gói ha. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này. Đây là chương trình của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ cho từ thiện Ngã Bảy quê tôi. Mong qua video này các nhà hảo tâm Ngã Bảy trong và ngoài nước hỗ trợ cho từ thiện Ngã Bảy giúp cho bà con nghèo khó khăn. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này.